Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback hạng A ở cái phiên bản xe van quý bạn nhé. Kia Morning Van nhập khẩu nguyên chiếc quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này thì thưa với quý vị các bạn mới lăn bánh được 6 vạn km thôi. Chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, tất cả còn nguyên bản. Và chiếc xe này đã được lên được rất là nhiều option rồi các bạn nhé. Từ ghế da này, màn hình thông minh này, camera lùi này, khóa thông minh, đèn nổ start stop tự động rồi các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 205 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe tải van 2013 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning Van 2013 số tự động này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì quý bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên được kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn đang sử dụng thường xuyên quý bạn nhé. Chưa có dọn dẹp, chưa có làm bất cứ một cái gì đâu, vẫn đang đi hàng ngày ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Morning Van 2013 số tự động nhập khẩu tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Morning Van nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này quý vị và các bạn nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần nước sơn và cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe nhé. 2013 tính ra là bây giờ cũng đã sau 10 năm sử dụng rồi, nhưng chiếc xe này mới lăn bánh có 6 vạn km thôi quý vị các bạn nhé. Không tai nạn, không ngập nước, cho nên là cái phần nước sơn bên ngoài này không bị tai nạn, cho nên cái nền nó còn rất đẹp các bạn này. Chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì đâu. Nước sơn rất căng, rất đẹp luôn quý vị các bạn này. Nhìn về cái phần ba đời sốc trước, các bạn thấy đây, cái phần đầu này, cụm đèn pha còn rất mới này, rất mới, rất sáng ấy. Mặt ca lăng này đều rất đẹp luôn quý bạn nhá. Đấy, cụm đèn pha này, phía bên dưới là đèn gầm, cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất đẹp, rất mới luôn quý vị các bạn nhá. Đấy, rất đẹp này. Và đặc biệt ở chiếc xe này thì chủ xe cũng đã độ thêm màn hình Android, camera lùi, camera sườn, camera hành trình đầy đủ cả rồi các bạn này. Đấy, rất đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả quý vị các bạn nhé. Nhìn về cái phần sau, phần ba đời sốc sau thì các bạn thấy đấy ạ, cái cụm đèn hậu này cũng rất là mới, rất là đẹp luôn này. Cụm đèn hậu này, đấy, cụm đèn hậu rất mới, đẹp nhé, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả quý vị các bạn này. Xe cũng đã được lắp thêm đầy đủ option từ camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết cả rồi quý bạn nhé. Camera lùi, cảm biến lùi đây, đầy đủ luôn này. Đấy, dàn lốp thì chủ xe này đã sử dụng là một cái dàn lốp Michelin và còn rất dày các bạn này. Dàn lốp Michelin đây còn rất dày, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Nhìn tổng thể cái phần bên ngoài đều rất là mới, rất là đẹp quý bạn ạ. Sau 10 năm sử dụng nhưng mà chiếc xe này chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả. Sơn lại cũng chưa nhiều đâu các bạn này. Nếu như sơn lại hay không là nhìn vào đây là chúng ta có thể biết được luôn là nó sẽ bị lệch màu, khác màu. Vì cái màu trắng này sơn cũng khó các bạn nhé. Chỉ có mỗi màu đen sơn thì mới không bị lệch màu thôi, chứ màu các màu khác sơn đều rất dễ bị lệch màu. Đấy, rất là đẹp các bạn nhé. Một chiếc xe chỉ khoảng 200 triệu đồng, nhập khẩu nguyên chiếc, option thì lại nhiều, không thiếu một cái gì cả. Đấy, chủ xe lắp thêm rất là nhiều option các bạn ạ. Về cái phần ngoại thất thì rất là ok rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe.
Trước tiên thì tôi lại mở cái cánh cửa phía trước bên lái này ra cho quý vị và các bạn cùng xem. Từ phần keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đấy, chiếc xe này chúng tôi còn chưa có dọn rửa này. Đây là những cái vết bẩn này quý bạn này, lau đi là hết. Nhưng mà chúng tôi xe đang sử dụng cho nên là như thế nào có như thế nào là tôi quay như thế vậy đấy quý bạn này. Đấy, gương kính chỉnh điện hết luôn quý bạn này. Kính chỉnh điện cả bốn cánh nhá quý bạn nhá, rất đẹp này. Nội thất bên trong thì đã có ghế da rồi. Đấy, nội thất là ghế da rồi các bạn nhé. Tem của nhà sản xuất đây, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe được sản xuất năm 2013 đây ạ. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc. Đấy, 2013 luôn quý vị các bạn nhé. Số tự động. Đấy, lắp thêm rất là nhiều các option. Gương kính chỉnh điện auto, màn hình Android. Lát nữa tôi sẽ ngồi lên xe thì giới thiệu những cái đấy cho quý vị và các bạn nhé. Xe đang sử dụng cho nên là nó hơi bẩn một chút ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Từ keo chỉ này, keo chỉ là còn nguyên đây. Đấy, tắp bi cánh cửa này. Chiếc xe này mà đem đi dọn đi một, mất một ngày dọn nội thất cho anh em thợ dọn đi thì nó lại rất đẹp, rất mới, rất long lanh các bạn nhé. Nhưng chiếc xe này chúng tôi đang sử dụng cho nên là có sao là tôi cứ quay như vậy đã. Dọn dẹp tính sau. Quý khách nào mà đến mua xe, xem xe ưng, nếu như mà thích thì chúng tôi sẽ bớt cho một ít tiền. Hai nữa là chúng tôi có thể dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi cho quý vị và các bạn cùng để lấy chiếc xe về cho nó mới nhé. Đấy, tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe. Bước lên xe thì tôi sẽ bật phần điện lên này. Đây là phần start top. Đấy, phần start top này nhé. Bật lên thì màn hình cũng lên này. Cam hành trình này. Đấy, cam hành trình đây quý bạn này. Đầy đủ luôn, màn hình Android rất là to và lại nhiều các tính năng tích hợp camera lùi, camera sườn, đề nổ, start top, khóa thông minh auto các bạn ạ, có thể khởi động từ xa luôn ạ. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây. Chiếc xe mới lăn bánh 6 vạn thôi các bạn nhá, 6 vạn này. Đấy, tần số này rất là đẹp này. Đấy, rất mới, rất đẹp, nhiều option. Chủ xe đã trang bị cho một chiếc xe này là tương đối nhiều option đấy, đủ hết luôn, không còn thiếu một cái gì nữa quý bạn nhé. Một chiếc xe nhập khẩu. Tiếp theo thì tôi lại phải tắt cái này đi. Tôi sẽ ra ngoài giới thiệu cho quý vị và các bạn những cái phần còn lại của chiếc xe. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau. Cốp sau đây, thưa với quý bạn này. Cốp sau chúng tôi vẫn đang để đồ này. Tôi đi lại chiếc xe này cho nên là tôi để đồ này. Đó. Keo chỉ cốp sau này. Ốc cốp sau này còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Ốc cốp sau là còn nguyên đây nhá, chưa có bị một con ốc nào tháo ra đâu. Đó. Ốc cốp sau còn nguyên hết này. Keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên luôn này. Đó. Keo chỉ cốp sau còn nguyên, rất đẹp luôn. Đây là cái bảng LED mà lắp thêm nhé, để đằng sau đi là sẽ có cái thông báo hiển thị gì trên đàn bàn LED này có thể điều khiển được. Đấy, rất đẹp luôn, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu quý bạn nhé. Keo chỉ là còn nguyên hết. Và đây là cái tắp bi cánh cửa phía sau bên phụ này, cánh cửa phía sau bên phụ này, từ keo chỉ này còn nguyên hết luôn các bạn này. Keo chỉ này, tắp bi cánh cửa này còn nguyên này, ốc bản lề cánh cửa này chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu các bạn nhé, còn nguyên bản hết này, rất đẹp. Đó, keo chỉ còn nguyên này, ghế rất mới luôn ạ, rất ít người ngồi đằng sau này. Những chiếc xe van thì gần như là lắp thêm để cho đủ đồ thôi chứ đằng sau này ít người ngồi. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ này. Cánh cửa phía trước bên phụ đây quý bạn nhé. Từ keo chỉ cánh cửa này, keo chỉ còn nguyên, còn zin hết. Đấy, keo chỉ nguyên zin. Tắp bi cánh cửa này đều rất mới, rất đẹp luôn này. Đấy, ốc bản lề còn nguyên zin hết này. Đấy, tắp lô, tắp bi đều rất mới luôn, rất là đẹp luôn, đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Đấy. Đấy, rất đẹp này. Ốc bản lề này, ốc bản lề cánh cửa này
đều mới luôn các bạn nhé, trải sàn da đầy đủ hết rồi này. Đây còn hai lớp thả lớp thảm nữa cơ này, hai lớp lót chân này, đấy, hai lớp lót chân luôn các bạn nhé, đều rất mới rất đẹp luôn này. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Morning Van 2013 này là khối động cơ xăng 1.0 lít quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp, chúng tôi đang sử dụng, chưa có dọn dẹp gì cả mà đã còn mới còn đẹp như này này. Tất cả các ốc chân máy này, ốc mặt máy này còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Vì chiếc xe này mới lăn bánh có 6 vạn cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy, rất đẹp luôn, không có bị tai nạn gì đâu nhá, có đẹp luôn và còn chưa có dọn cơ, rất là mộc mạc quý bạn ạ. Nếu như quý vị và các bạn nào mà thích sự mộc mạc thì đây là chiếc xe để cho quý vị các bạn lựa chọn đấy ạ. Đấy, keo chỉ này thì ốc cabo này, ốc cabo còn nguyên này, keo chỉ cabo còn nguyên hết luôn này. Đấy, keo chỉ cabo còn nguyên hết. Đấy, keo chỉ cabo, ốc cabo còn nguyên, chưa có một cái vết tháo nào quý bạn nhé, rất là đẹp. Cái tấm tản nhiệt này, tấm chống nóng của cabo này cũng còn mới luôn này. Đấy, rất đẹp. Động cơ DOHC này, 3 máy, 12 van. Đấy, rất đẹp. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Kia Morning Van 2013 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, lăn bánh 6 vạn km. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 205 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning Van 2013 nhập khẩu nguyên chiếc số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.